Xin chào quý anh chị thân mến, tôi là Thành Tấn, chuyên tư vấn đầu tư bất động sản với hơn 8 năm kinh nghiệm ở tại thị trường bất động sản khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì ngay tại vị trí này, Tấn cũng vừa mới tiếp một anh chị khách hàng đang quan tâm đến dự án The Global City, những căn nằm ở mặt tiền đổ sân hợp có vị trí rất là đẹp. Và những căn mà anh chị chúng ta đang quan tâm đó chính là những căn nằm ở vị trí góc, vị trí biên hoặc là những căn nằm ở mặt tiền đường đổ sân hợp. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì nhân tiện chủ đầu tư Matterai Home của chúng ta vừa mới công bố chính sách mới dành cho những căn nằm ở mặt tiền đường đổ sân hợp, cũng như là chính sách mới dành cho những căn nằm ở phía bên trong nội khu của dự án. Thì để các anh chị chúng ta tìm hiểu kỹ hơn cũng như là chuyên sâu về dự án The Global City, đặc biệt là những chính sách được áp dụng mới nhất đến cho quý anh chị đang quan tâm đến dự án The Global City cũng như là sản phẩm ở tại dự án này, để chúng ta có thể tìm hiểu cũng như là cân nhắc trước khi mà các anh chị chúng ta đi tham quan cũng như chọn căn ở tại dự án này các anh chị nhé. Thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Tấn sẽ thập nhật cho các anh chị những thông tin như sau. Thứ nhất là về thông tin dự án The Global City. Thứ hai là về chính sách thanh toán mới nhất được áp dụng trong tháng 6 năm 2024 này. Thứ ba là những chính sách đặc biệt dành cho những căn nằm ở mặt tiền đường đổ sân hợp. Và thứ tư đó chính là những thông tin liên quan đến cơ sở hạ tầng, liên quan đến tiềm năng của dự án và đặc biệt là những thông tin về dự án của chúng ta được cập nhật mới nhất. Và ngay bây giờ để không các anh chị mình chờ đợi lâu nữa thì chúng ta cùng vào chính sách cũng như những thông tin về dự án The Global City các anh chị nhé. Hiện nay ở tại dự án The Global City được xem là trung tâm mới của Thành phố Hồ Chí Minh, được xem là biểu tượng của khu vực. Và trên màn nhỏ chúng ta đang xem đó chính là những căn nằm ở mặt tiền đường đổ sân hợp. Mặt tiền đường đổ sân hợp của chúng ta là một trong 4 mặt tiền đường của dự án The Global City. Trong đó đường đổ sân hợp của chúng ta rộng là 30m. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có một mặt tiền nằm trong nội khu của dự án The Global City, đường 12m nữa các anh chị nhé. Nghĩa là đường đổ sân hợp của chúng ta rộng 30m rồi thì kèm theo đó là chúng ta có thêm 12m thuộc về cái phần nội khu của dự án The Global City. Và chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng cái sự sử dụng chung là đường đổ sân hợp. Tuy nhiên chúng ta có một sự riêng tư trong cái khu đô thị của chúng ta, một khu đô thị đẳng cấp, một khu đô thị mang tính toàn cầu, một khu đô thị mang chuẩn quốc tế. Chính vì như vậy, khách hàng sẽ rất là thuận lợi trong cái việc mà kết nối cũng như là kinh doanh ở tại những căn mặt tiền đổ sân hợp này. Và hiện nay dự án đường đổ sân hợp của chúng ta có tổng quy mô là 117,4 hectare. Thì trong đó chúng ta sẽ có mặt độ xây dựng là 28% và chúng ta có đa dạng những loại hình bất động sản từ căn hộ, nhà phố, biệt thự cho đến shop house và ngay cả dinh thự thì chúng ta cũng có ở tại dự án The Global City này. Và dự án The Global City của chúng ta được triển khai từ năm 2022 cho đến đầu năm 2024 là chúng ta đã bàn giao được một cho cư dân ở tại phân khu Soho, cũng là cái phân khu đầu tiên được triển khai ở tại dự án The Global City. Và trước mặt anh gọi nhỏ các anh chị chúng ta đang xem đó chính là hình ảnh từ cái giai đoạn đầu tiên vào năm 2022 đến 2023 và cho đến hiện tại bây giờ. Tuy nhiên những hình ảnh mà các anh chị chúng ta đang xem từ 2022-2023 là những hình ảnh thực tế được chụp ở tại dự án The Global City các anh chị nhé. Như các anh chị chúng ta đang xem vào năm 2022 ở tại khu vực này là một bãi đất trống gồm có cỏ cũng như là những cái loại cây lau sậy. Và sau đó thì chủ đầu tư đã bắt đầu làm móng cọc và sang lắp mặt bằng tại nơi đây. Và đến năm 2023 thì chúng ta đã hình thành nên những căn nhà ở tại dự án này rồi. Và hiện nay vào đầu năm 2024 cũng như là cái thời điểm này là vào tháng 6 năm 2024, Tấn cũng đang ngồi chia sẻ đến cho tất cả các anh chị mình đây, thì đã bàn giao đến cho quý anh chị cư dân đã chọn mua cái sản phẩm Soho ở tại dự án The Global City. Và chúng ta đã bàn giao đã hình thành được 915 căn thuộc phân khu Soho này rồi. Và ngoài ra nữa những hạng mục về tiện ích, ví dụ như là công viên City Park hay là công viên khu cánh đồng diều, khu sân golf, hoặc là sắp tới đây là chúng ta sẽ động thổ xây dựng trung tâm thương mại lớn nhất ở tại khu vực miền Nam, 123.000 m². Và ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ triển khai sản phẩm cao tầng vào cuối năm 2024 các anh chị nhé. Và chúng ta sẽ đến với những thông tin tiếp theo các anh chị. Và thông tin tiếp theo Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị đó chính là thông tin toàn khu ở tại dự án The Global City. Và như Tấn chia sẻ thì hiện nay dự án The Global City của chúng ta
có tổng quy mô là 117,4 ha và chúng ta chỉ có mặt độ xây dựng chỉ duy nhất là 28% thôi, và chúng ta có đa số đầy đủ những loại hình bất động sản từ căn hộ, nhà phố, biệt thự cho đến shop house, và ngay cả dinh thự thì chúng ta cũng có mặt cũng có ở tại dự án The Global City. Tuy nhiên với tổng quy mô như vậy thì chúng ta có mặt độ xây dựng khá là thấp, 28% thôi, và còn lại đó chính là về cơ sở hạ tầng, cây xanh tiện ích để phục vụ cho cư dân ở trong nội khu của dự án của chúng ta. Và dự án của chúng ta nằm ở 4 mặt tiền đường, đường đủ sinh hoạt, có những căn nằm ở mặt tiền thuộc phân khu Soho là những căn rất là đẹp với giá bán rất là tốt, và hiện nay đang có chính sách thanh toán rất là ưu đãi đến cho quý anh chị. Và ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có thêm 3 mặt tiền nữa thì Tấn cũng chia sẻ cho các anh chị mình luôn ở trong cái đoạn này. Mặt tiền thứ hai đó chính là mặt tiền đường liên phường. Đường liên phường thì chúng ta sẽ nối từ ngã ba Cát Lái, cắt ngang qua dự án trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc 168 ha và cắt ngang qua dự án Sài Gòn Sport City 64 ha, và tiếp theo đó là cắt ngang qua dự án The Global City của chúng ta từ các anh chị 117,4 ha. Và tiếp đó thì chúng ta sẽ cắt ngang qua ngã tư với lại đường Đỗ Sinh Hợp. Và đường liên phường là chúng ta sẽ kết nối từ khu vực quận 2 đến quận 9, và điểm cuối cùng đó chính là đường Vành Đai 3. Và chính như vậy của chúng ta có tên gọi là đường liên phường, nghĩa là liên qua các phường. Và đường liên phường của chúng ta có chiều rộng từ 35 cho đến 60 m tùy theo đoạn, mỗi đoạn chúng ta sẽ có diện tích cũng như là chiều rộng khác nhau. Và đoạn đi ngang đường Đỗ Sinh Hợp cũng như là đoạn đi ngang qua dự án The Global City của chúng ta sẽ có chiều rộng là 45 các anh chị nhé, 45 m. Và hiện nay cũng đã hiện hữu rồi, Master Home đã hiện nay đã xây xong rồi, chỉ còn một cái đoạn rất là ngắn nữa thôi, đoạn cắt ngang qua dự án Sài Gòn Sport City. Và dự kiến trong thời gian sắp tới, nếu như mà được sự phê duyệt của thành phố thì Master Home của chúng ta sẽ xây dựng cái đoạn đường này luôn các anh chị nhé. Và khi mà có cái đoạn đường này rồi thì chúng ta sẽ kết nối với khu vực Thảo Điền hay là ra xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp hay là một số con đường khác thì rất là thuận lợi, cũng như là giảm được cái yếu tố kẹt xe, giúp cho giá trị bất động sản ở tại khu vực này sẽ gia tăng lên một mức giá mới. Còn giá nữa thì giúp cho cái việc mà phát triển cơ sở hạ tầng ở tại khu vực này được thuận lợi hơn, khi mà lượng lưu thông di chuyển trục đường này thì trục đường khác ở gần đó sẽ giảm tải, và khi đó sẽ thuận lợi hơn trong cái việc mà xây dựng ở tại ở khu vực này về cơ sở hạ tầng. Và mặt tiền thứ ba Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị đó chính là mặt tiền đường song hành cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, là 103 mặt tiền, 104 mặt tiền ở tại dự án The Global City này. Và mặt tiền đường song hành cao tốc thì cũng đã hình thành xong hết rồi và hiện nay đang trong quá trình lưu thông. Và một mặt tiền nữa mà một số ít các bạn nhắc đến đó chính là mặt tiền nối với lại dự án Sài Gòn Sport City các anh chị nhé, có chiều rộng là 20 m. Và hiện nay thì theo đánh giá thì mặt tiền này rất là đặc biệt, khi mà chúng ta kết nối vào những khu vực cũng như là khu dân cư lại với nhau, và một mặt tiền rất đáng để các anh chị chúng ta có thể lưu tâm cũng như là cân nhắc, và chúng ta cũng lấy cái đó làm cơ sở để mà tư vấn cho khách hàng cũng như là một số anh chị chúng ta đang quan tâm đến dự án này. Và chúng ta đến những thông tin tiếp theo các anh chị nhé. Đó chính là những cái thông tin kết nối về cơ sở hạ tầng cũng như những yếu tố liên quan đến vị trí dự án The Global City. Dự án The Global City của chúng ta nằm ở vị trí kim cương độc nhất, kết nối toàn diện với cơ sở hạ tầng đang hình thành, ví dụ như là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất các anh chị, sân bay quốc tế Long Thành. Thì tại vị trí dự án của chúng ta đến với sân bay Tân Sơn Nhất trung bình khoảng chừng 30 phút thì chúng ta sẽ đến sân bay quốc tế Long Thành cũng tương tự như vậy. Và ngoài ra nữa thì chúng ta kết nối với 6 trọng điểm sáng tạo ở tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra nữa thì chúng ta có trục đường liên phường, trục đường cầu Nam Lý đang trong quá trình hoàn thành, dự kiến là giữa năm 2025 sẽ hoàn thành. Ngoài ra nữa thì chúng ta có nút giao An Phú với số vốn hơn 3.800 tỷ đồng thì chúng ta sẽ hoàn thành, dự kiến vào ngày 30 tháng 4 năm 2025 đến cho quý anh chị để chúng ta có thể di chuyển một cách thuận lợi hơn ở tại khu vực này. Chúng ta sẽ đến với những thông tin tiếp theo các anh chị nhé. Và ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đầu tư 868 tỷ đồng mở được rộng đường Đỗ Sinh Hợp. Đây là đoạn đường hiện nay đang hiện hữu là 30 m, là chúng ta sẽ mở rộng thêm 15 m nữa các anh chị nhé. Đây đã có thông tin lên hết rồi. Và hai phương án mở rộng đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành.
chúng ta sẽ mở rộng thành 6 đến 8 làn đường. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những thông tin về giải mã sức hút ở tại những căn nằm ở mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp đến cho quý anh chị chúng ta đang quan tâm ở tại dự án này. Thì mặt tiền Đỗ Xuân Hợp là chỉ có 42 căn thôi, và trong khi đó hiện nay chủ tư chỉ còn lại vài căn. Tăng nhớ những cái giai đoạn đầu vào năm 2022 để mà triển khai ở tại phân khu Soho cũng như là những căn mặt tiền Đỗ Xuân Hợp này á, thì có rất là nhiều anh chị là nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở, đặc biệt là những anh chị chúng ta đang quan tâm để chúng ta có thể mở rộng showroom hay là mở thêm chi nhánh hay là chúng ta phát triển mua để đầu tư lâu dài ở những căn mặt tiền Đỗ Xuân Hợp này. Tại vì trước giờ các anh chị chúng ta chỉ quan tâm đến những căn mặt tiền thôi, thì để mà mua được một căn ở tại dự án The Glow City cũng như ở những căn mặt tiền Đỗ Xuân Hợp này thì bắt buộc là các anh chị chúng ta phải mua 2 đến 3 căn hoặc là mua nguyên một cái cụm ở đó thì chủ tư Matra Home mới bán. Tuy nhiên vào thời điểm này thì công bố là chúng ta, anh chị chúng ta có thể mua lẻ, nghĩa là các anh chị có thể mua một căn, hai căn hoặc là ba căn tùy các anh chị. Tùy nếu như mà thời điểm mà các anh chị mình mua thì có hai căn, ba căn liền nhau thì các anh chị mình mua. Bây giờ hiện nay là đang có hai căn liền nhau, hoặc là các anh chị chúng ta có thể mua một căn, hiện nay chủ đầu tư vẫn bán các anh chị nhé. Chính vì như vậy, đây là một cái cơ hội rất tốt để các anh chị chúng ta có thể cân nhắc chọn mua vào thời điểm này. Hiện nay Tấn đang ngồi ở quán cà phê, chính vì như vậy cũng có rất là nhiều anh chị khách hàng ra vào. Bản thân Tấn cũng thường xuyên làm những video này để chia sẻ đến cho quý anh chị. Cho nên nhờ anh chị chúng ta đang quan tâm đến dự án này, nếu mà cần bất kỳ một cái thông tin nào thì các anh chị mình cứ comment phía bên dưới, Tấn sẽ sẵn sàng làm cho các anh chị tổng hợp thông tin, chia sẻ đến cho các anh chị một cách nhanh nhất đến cho các anh chị nhé. Những cái đặc điểm ở những căn mặt tiền Đỗ Xuân Hợp, thứ nhất là thiết kế độc đáo, thứ hai là chúng ta sẽ có tiềm năng đầu tư lâu dài, và thứ ba đó chính là vị trí chiến lược. Thực sự là những căn mặt tiền Đỗ Xuân Hợp thì các anh chị chúng ta cũng đã nắm thông tin sơ sơ rồi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có 2 đến 3 diện tích. Tuy nhiên đó là những căn thấp nhất là diện tích là ngang 5 và 21 m, xây dựng 5 tầng và chúng ta sẽ bàn giao có thang máy riêng cho từng căn. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có mặt tiền đường rộng 30 m cộng với 12 m nằm ở trong nội khu dự án The Glow City, thì cộng lại là 45 m các anh chị nhé. Thì ngoài ra nữa thì ở tại The Glow City những căn gốc thì có diện tích là ngang 8 đến ngang 9 m, có diện tích tổng là 180 đến 190 m vuông, và giá nếu mà quy ra tầm khoảng hơn 80 tỷ một căn thôi. Chính vì như vậy, các anh chị chúng ta đang quan tâm đến dự án The Glow City thì những căn mặt tiền Đỗ Xuân Hợp này chắc chắn là những căn mà các anh chị chúng ta rất đáng để chúng ta cân nhắc chọn mua vào thời điểm này. Ngoài ra nữa thì những căn thường á, thì ngang 5 dài 21 m thì có diện tích là 108 đến 115 m vuông thì sẽ có giao bán đâu đó trên dưới 50 tỷ một căn. Và chúng ta sẽ thanh toán đâu đó rồi tầm khoảng chừng 3 năm các anh chị. Trường hợp các anh chị chúng ta muốn thanh toán mà chúng ta nhận nhà luôn để chúng ta có thể khai thác kinh doanh, mua để ở hay là đầu tư, hay các anh chị mình muốn cho thuê thì chúng ta chọn thanh toán nhanh hoặc là thanh toán giãn thì trung bình khoảng chừng 20-30% và chúng ta có thể nhận nhà để chúng ta khai thác kinh doanh hay là cho thuê được rồi. Những cái yếu tố mà tạo nên cái giá trị cũng như là tiềm năng ở tại dự án The Global City, đặc biệt là những căn mặt tiền Đỗ Xuân Hợp, thì chúng ta sẽ có 6 yếu tố, và trên màn ảnh cho các anh chị chúng ta đang xem là chúng ta sẽ thấy được 4 yếu tố. Thứ nhất là chính là nhiều sự lựa chọn, thiết kế khác biệt với hệ cửa và lan can kính giúp khách hàng dễ dàng quyết định loại hình kinh doanh phù hợp. Cái thứ hai đó chính là phong thủy tốt, tất cả những căn nằm ở mặt tiền Đỗ Xuân Hợp thì chúng ta sẽ có hướng là hướng Đông Bắc. Và ngoài ra nữa thì những căn nằm ở căn góc chúng ta sẽ có hai mặt tiền đường hướng Đông Bắc và mặt tiền là hướng Tây Bắc hoặc là Đông Nam nha các anh chị. Và thời tiết dễ chịu phù hợp với mọi hoạt động kinh doanh, đặc biệt là loại hình F&B mà còn gọi loại hình chuyên về nhà hàng các anh chị nhé. Và thứ ba đó chính là thiết kế linh hoạt, các dãy được thiết kế theo căn string, hai căn liền kề có facet giống nhau, linh hoạt cho khách hàng muốn mở rộng diện tích sử dụng. Nghĩa là theo cái mô hình ở tại những căn nằm ở Đỗ Xuân Hợp này á, là các anh chị chúng ta có thể mua hai căn với mặt ngoài giống nhau, chứ bây giờ chúng ta có thể đọc thông với nhau và trở thành một cái căn rất là rộng, ngang 10 dài 21 m. Chúng ta có thể mua, chúng ta kinh doanh theo những cái loại hình kinh doanh của các anh chị để thuận lợi hơn, để dễ dàng hơn, cũng như là
trong cái việc mà khai thác sử dụng sẽ hiệu quả trong cái nhu cầu của các anh chị. Cái yếu tố thứ tư giúp cho cái giá trị tiềm năng ở tại dự án The Global City cũng như là những căn nằm ở mặt tiền Đỗ Xuân Hợp này, đó chính là không gian mở, lấy ánh sáng tự nhiên giúp cho căn nhà luôn thông thoáng, tiết kiệm năng lượng. Và vừa rồi đó chính là những bốn cái yếu tố. Ngoài ra nữa chúng ta sẽ có hai yếu tố dành cho cái phần thiết kế của những căn nằm ở mặt tiền Đỗ Xuân Hợp này, các anh chị chúng ta có thể cân nhắc. Thứ năm đó chính là đa dạng mục đích, thiết kế phù hợp với đa dạng loại hình kinh doanh và quy mô doanh nghiệp. Nghĩa là chúng ta có diện tích ngang 5, ngang 7, ngang 9 và chúng ta có chiều dài là 21 đến 22 mét. Chúng ta xây dựng 5 tầng và chúng ta sẽ bàn giao thang máy. Và chúng ta sẽ có mặt tiền rộng tới 30 đến 45 mét. Vừa nằm ở mặt tiền Đỗ Xuân Hợp mà chúng ta có cái sự riêng tư nằm ở trong khu đô thị The Global City, thể hiện sự cao cấp cũng như là cái giá trị riêng biệt ở tại dự án cũng như căn nhà của các anh chị. Yếu tố thứ 6 đó chính là tối ưu về không gian, diện tích sử dụng lên đến 650 m², nghĩa là cái diện tích sàn của các anh chị chúng ta sẽ lên đến từ 410 đến 650 m², tùy theo vị trí. Ví dụ như căn thường sẽ là 415 m², sàn cho cả 5 tầng, còn những căn gốc thì chúng ta sẽ có diện tích lớn thì chúng ta có diện tích sàn sử dụng sẽ cao hơn, ở trung bình khoảng chừng 650 m² sàn các anh chị nhé. Về tiềm năng đầu tư thì chúng ta sẽ có một số thông tin như Tấn có đề cập ở trên màn hình, các anh chị chúng ta có thể xem qua. Chúng ta sẽ lưu lượng giao thông đông đúc nên độ nhận diện và nguồn khách tiềm năng ổn định. Thứ hai đó chính là tiềm năng cho thuê vượt trội, dẫn đầu về khả năng lấp đầy và mức giá cho thuê hấp dẫn nhất trong khu vực. Thứ ba đến là tài sản đầu tư sinh lời cực kỳ bền vững. Và những căn nằm ở mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp thì chúng ta sẽ có số lượng rất là khan hiếm, chỉ có 42 căn trên tổng số lượng căn là 915 căn ở tại dự án cũng như là tại phân khu Soho này thôi. Nghĩa là chúng ta chỉ có 4,5% trên, chỉ chiếm 4,5% của số lượng sản phẩm ở tại phân khu Soho cũng như ở tại dự án The Global City với những căn nằm mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp này. Chính vì như vậy, hiện nay Tấn đang ngồi ở tại khu vực Sala. Thì cái căn mà Tấn đang ngồi ở tại đây đó chính là căn được thiết kế được Highland thuê lại, và ở tại vị trí này là vị trí gốc. Thì theo chủ nhà cũng như là theo quan sát của Tấn cũng như cập nhật một số trang báo và một số anh chị đang kinh doanh ở đây, thì những căn nằm ở vị trí thường của cái dãy này thôi, ngang 7 và 21 mét thì đang có giá bán là 170 tỷ một căn. Còn những căn gốc sẽ rơi tầm khoảng chừng 250 tỷ trên 270 tỷ một căn. Và đó là giá bán thôi, còn nếu giá cho thuê á, thì hiện nay trên dưới 200 triệu một căn với nhân căn thường, còn những căn gốc thì trên dưới 300 triệu một căn các anh chị nhé. Thì nếu như mà chúng ta tính sơ sơ như vậy thôi thì các anh chị chúng ta có thể cân nhắc là ở tại dự án The Global City trong tương lai thì chúng ta sẽ có cái mức tăng giá cũng như là cái tiềm năng tăng trưởng khá là tốt. Nếu mà các anh chị chúng ta có dòng tiền tốt thì chúng ta nên mua những căn ở vị trí gốc. Còn các anh chị chúng ta có dòng tiền nhỏ giọt hoặc là các anh chị chúng ta chỉ quan tâm đến đầu tư lâu dài thì các anh chị có thể mua căn thường thôi. Như Tấn vừa chia sẻ thì những căn nằm ở mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp chỉ chiếm 4,5% những số lượng căn ở tại những căn ở tại phân khu xã hội này thôi thưa các anh chị. Và nằm ở vị trí chiến lược trong bán kính 10 km thì chỉ duy nhất được The Global City sở hữu mặt tiền dài 860 m, được quy hoạch chỉnh chu, đồng bộ và bài bản. Điểm phân bố chung cư các dự án lân cận thì các anh chị chúng ta đọc, chúng ta tham khảo các anh chị nhé. Sự khan hiếm nguồn cung của nhà phố. Thực sự là những cái dự án về mặt pháp lý trong thời gian vừa qua để mà đầy đủ pháp lý triển khai ra thị trường thì rất là hiếm, khó. Và nếu mà đã có đầy đủ pháp lý thì khi mà triển khai thì giá bán rất là cao và thậm chí là không có sản phẩm để bán các anh chị. Khách hàng mua nhiều khi cũng muốn mua những căn ở mặt tiền nữa này nhưng mà không có sản phẩm. Chính như vậy
mà hiện nay được Global City của chúng ta đang triển khai có những sản phẩm mạch tiền đổi xương hợp, thì các anh chị chúng ta có thể cân nhắc chọn mua vào thời điểm này để chúng ta có cơ hội sở hữu những căn nằm ở mạch tiền đổi xương hợp nhé. Tại vì sau này nếu mà mạch tiền đổi xương hợp này bán hết rồi thì các anh chị chúng ta quay lại chúng ta hỏi thì thực sự cái thời điểm đó không còn nữa đâu. Tại vì khách hàng mua đa số là khách hàng lớn cũng như là có nhu cầu về mặt kinh doanh, đầu tư dài hạn và đầu tư quy mô. Chính vì vậy, một là lời phải cao, nghĩa là đảm bảo về yếu tố lợi nhuận thì khách hàng, nghĩa là chủ nhà họ mới bán. Cái thứ hai, nói trường hợp mà cho thuê tốt thì chắc chắn chủ nhà cũng giữ lại cho thuê. Ví dụ như những căn nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch ở tại khu vực Sa La Thủ Thiêm thì rất hiếm khi mà các anh chị chúng ta thấy được một căn bán lại, đúng không ạ? Tại vì hiện nay giá trị cho thuê rất tốt và khả năng tăng giá cũng cao nữa. Và đây là một số thông tin đến sự khan hiếm của dự án The Global City để các anh chị chúng ta có thể xem và đáp ứng đa dạng các loại hình kinh doanh. Và layout của những căn nằm ở mặt tiền đổi xương hợp rất là đặc biệt. Ví dụ như là đa dạng việc đặt biển quảng cáo, có thể cho thuê đặt biển quảng cáo. Thứ hai là ngoài các căn gốc có lợi thế cho những ngân hàng cần chỗ đậu xe máy hoặc là cho thuê các cửa hàng FB lớn cần chỗ thoáng cho không gian smoking hoặc những khách hàng thích không khí ngoài trời. Đó là những ưu điểm về mặt thiết kế layout ở tại những căn nằm ở mặt tiền đổi xương hợp của chúng ta. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có layout khá là thoáng. Toàn bộ các căn đường đổi xương hợp đều có diện tích lớn hơn so với những căn thường. Ban công phía sau rộng hơn, tối ưu công năng sử dụng. Đều nằm ở hướng đông bắc, thời tiết mát mẻ, ôn hòa, không hướng nắng nhiều chiều trực tiếp. Còn đây chính là thiết kế của những căn nằm ở mặt tiền đổi xương hợp. Những căn gốc thì chúng ta sẽ có diện tích đất lên đến 195m². Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến với phần chính sách bán hàng các anh chị nhé. Và chúng ta sẽ áp dụng từ ngày 5 tháng 6 cho đến ngày 5 tháng 8 năm 2024, nghĩa là áp dụng trong vòng 2 tháng tới đây. Về chính sách bán hàng thì chúng ta sẽ có hai cái chính sách điển hình cho các anh chị, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng vốn tự có hoặc là vay ngân hàng. Nếu mà vốn tự có của anh chị, chúng ta sẽ có hai chính sách thanh toán, một là thanh toán nhanh, thứ hai là thanh toán linh hoạt. Còn vay thì chúng ta sẽ có vay 80% hoặc là vay 100%, nghĩa là home for home. Đầu tiên chúng ta sẽ đến phần thanh toán với vốn tự có. Đây là những cái poster mà hiện nay chủ tư đang chạy truyền thông. Ví dụ trường hợp các anh chị mình mua nằm ở những căn mạch đổi xương hợp ở thời điểm này á, thì chúng ta sẽ được tặng khai trương, tức là quà tặng khai trương lên đến 1,5 tỷ thanh toán nhàn hạ trong vòng 5 năm đến năm 2028 các anh chị nhé. Và thanh toán sớm của chúng ta thì chúng ta sẽ có 4 đợt thanh toán. Đầu tiên các anh chị mình đặt cọc là 200 triệu. Sau đó thì trong vòng 7 ngày thì các anh chị thanh toán 10%. Nghĩa là ví dụ như một căn là 50 tỷ thì các anh chị thanh toán đặt cọc là 200 triệu. Trong vòng 7 ngày các anh chị chúng ta sẽ thanh toán 10% tương đương lấy lại 5 tỷ các chị. Và 30 ngày sau thì các anh chị sẽ thanh toán 90% mà tương đương với lại 45 tỷ nữa. Thì ở cái thời điểm đó các anh chị mình mua đến khi nhận nhà là chúng mình khoảng chừng 45 ngày và chúng ta sẽ nhận nhà và chúng ta khai thác kinh doanh. Phương án thứ hai đó chính là phương án thanh toán linh hoạt trong vòng 4 năm đến năm 2028. Nếu mà tính từ năm 2024 này thì tương đương với 5 năm các anh chị nhé. Và chúng ta sẽ có là thanh toán như sau. Đầu tiên thì các anh chị mình chọn căn được rồi, đúng không ạ? Ví dụ như căn nằm ở mặt tiền đổi xương hợp giá là 50 tỷ đi, thì chúng ta sẽ đặt cọc 200 triệu. Sau đó thì trong vòng 7 ngày thì chúng ta sẽ thanh toán 10% tương đương với lại 5 tỷ. Sau đó các anh chị chúng ta sẽ đợi trong bình khoảng chừng 10 ngày đến 15 ngày sau, thì hoặc là 30 ngày sau các anh chị thanh toán 10% nữa thì tương đương với lại 5 tỷ nữa. Và sau đó thì các anh chị mình thanh toán thêm 10% nữa, các anh chị có thể nhận nhà khai thác kinh doanh được rồi. Và sau đó cứ mỗi 60 ngày tương đương với lại 2 tháng thì các anh chị thanh toán 5% trong vòng 14 đợt cho đến năm 2028 các anh chị nhé. Cho đến quý tư năm 2028. Đó, nhỏ giọt như vậy.
các anh chị mình có thể mua trước đúng không ạ? Sau đó thì các anh chị mình có thể khai thác kinh doanh. Ví dụ như là các anh chị mình mua căn gốc đi, giá là 80 tỷ, 90 tỷ, hay là những căn thường thì giá rơi tầm khoảng chừng 47, 48 tỷ. Nếu mà trường hợp các anh chị mình thanh toán giãn thì rơi tầm khoảng chừng 55 đến 60 tỷ chẳng hạn, thì các anh chị mình thanh toán 30% trong năm 2024 này. Sau đó các anh chị mình nhận nhà, các anh chị mình đưa công việc kinh doanh của các anh chị, văn phòng của các anh chị mình về khai thác kinh doanh được rồi. Sau đó thì cứ mỗi năm như vậy, hay là mỗi đợt trung bình khoảng chừng 2 tháng các anh chị mình thanh toán 5%, nghĩa là các anh chị mình đã chuyển đồ về đây, các anh chị mình có thể phát triển công việc kinh doanh của các anh chị, có thể là mời đối tác về đây, cũng như là công việc kinh doanh của các anh chị mình thuận lợi thì chúng ta lấy cái phần lợi nhuận đó, chúng ta thanh toán cứ 2 tháng thanh toán 5% ở tại dự án này. Những cái trường hợp mà các anh chị chúng ta đang có nguồn tiền sẵn thì chúng ta có thể chọn cái phương thức thanh toán này để các anh chị chúng ta có thể sở hữu thêm một bất động sản cho cái doanh nghiệp cũng như là cái công việc của các anh chị, hoặc là tặng nhân đôi thêm tài sản cho các anh chị. Ngoài ra nữa thì cái số tiền mà còn lại dôi ra của các anh chị chúng ta giữ đó để chúng ta tiếp tục kinh doanh và phát sinh thêm lợi nhuận, chúng ta lại tiếp tục thanh toán cho những cái đợt tiếp theo ở tại phân khu Soho cũng như căn nhà của các anh chị ở tại dự án The Global City này. Và tiếp đến là chúng ta sẽ có hai chính sách dành cho các anh chị mình vay vốn ngân hàng. Trường hợp các anh chị mình không có nhu cầu vay vốn thì chúng ta có thể kéo cái timeline của video và chúng ta không xem ở đoạn này để khỏi tốn thời gian của các anh chị nhé. Về phần vay vốn ngân hàng thì chúng ta sẽ có hai chính sách. Một là các anh chị mình vay 80%. Nếu mà 80% này chúng ta sẽ nhận được hỗ trợ lãi suất từ phía bên chỗ Techcombank cũng như là Masterhome của chúng ta cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tương đương với lại 2 năm các anh chị nhé. Và được hỗ trợ lãi suất và ăn hàng gốc luôn. Các anh chị mình sẽ có vốn từ có là 20%. Ví dụ các anh chị mình mua một căn 60 tỷ nằm ở mặt tiền Đỗ Xuân Hợp thì chúng ta sẽ thanh toán là 20%. Tương đương với lại 12 tỷ các anh chị nhé, 12 tỷ. Còn lại thì các anh chị mình sẽ vay vốn từ phía bên ngân hàng không gốc không lãi cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tương đương với là 2 năm. Ngoài ra nữa chúng ta sẽ có phương án thứ hai cho trường hợp các anh chị mình vay vốn ngân hàng, hay còn gọi là home for home, nghĩa là chúng ta không có cần bất kỳ một cái đồng tiền nào cả, các anh chị mình vẫn có thể mua ở đây để chúng ta sở hữu nhà, chúng ta có thể kinh doanh được rồi. Ví dụ như là bây giờ các anh chị mình chọn căn 60 tỷ mà chúng ta sử dụng vốn vay ngân hàng là 100%, sử dụng chính sách home for home thì các anh chị mình sẽ thực hiện những bước như sau. Thứ nhất, các anh chị mình sẽ đặt cọc 200 triệu, sau đó thì các anh chị mình sẽ tiến hành những thủ tục hồ sơ liên quan đến việc vay cũng như là mua cái sản phẩm này, thì chúng ta sẽ có những cái tài sản của các anh chị đang có ở tại, đang sở hữu ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái khu vực thành phố khác ở Việt Nam của chúng ta, và những cái giá trị bất động sản này tương đương với giá trị của căn nhà các anh chị mình đang mua ở đây, tương đương với 60 tỷ thì phía bên ngân hàng sẽ kiểm định cũng như là tổng hợp hồ sơ những cái thông tin cũng như là những cái giấy tờ của các anh chị, sau đó thì trong vòng 3 đến 5 ngày thì phía bên chỗ Techcombank sẽ ra cái thông báo là duyệt hay là không duyệt cái hồ sơ của các anh chị. Nếu mà trường hợp duyệt đi thì chúng ta tiếp tục hồ sơ để chúng ta mua cái căn nhà này của mình. Và sau đó thì khi mà được duyệt rồi á, thì phía bên ngân hàng sẽ giải ngân cho trực tiếp cho chủ đầu tư Masterhome và sau đó sẽ trả lại 200 triệu cho các anh chị. Nghĩa là chúng ta không cần bất kỳ một cái đồng tiền nào để các anh chị chúng ta có thể sở hữu nhà ở tại dự án The Global City các anh chị nhé. Đây là một chính sách rất là tốt để giúp cho các anh chị chúng ta có thêm cơ hội để chúng ta có thể sở hữu được nhà ở tại dự án The Global City cũng như ở tại phân khu Soho. Trong quá trình trao đổi cũng như chia sẻ đến cho tất cả các anh chị thì nếu mà trường hợp các anh chị chúng ta đang thắc mắc hay đang chưa rõ về cái chỗ nào thì các anh chị cứ liên hệ đến số hotline của Tấn 0932048567. Tấn sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các anh chị để chúng ta có thể hiểu, chúng ta nắm đầy đủ thông tin về dự án này các anh chị nhé. Và cái màn nhỏ chúng ta đang xem đó chính là chính sách hỗ trợ tiền thuê cũng như áp dụng với những căn LK4, LK8, LK10. Nếu mà trường hợp các anh chị không quan tâm đến thuê thì chúng ta có thể
nét cái đoạn này, chúng ta không có cần phải xem cái đoạn này để tránh lãng phí thời gian của các anh chị. Tuy nhiên thì Tấn sẽ đi nhanh cái đoạn này thôi. Chúng ta sẽ có 3 dãy có cam tiếp theo là lời ca 8, lời ca 4, lời ca và lời ca 10. Với lời ca 4 thì chúng ta có thời hạn cho thuê là 12 tháng với giá thuê là 80 triệu một tháng. Và chúng ta sẽ trả tiền theo quý. Còn lời ca 8 sẽ là 100 triệu một tháng và chúng ta sẽ có thời hạn cho thuê là 24 tháng. Lời ca 10 sẽ có giá cho thuê là 80 triệu một tháng và thời gian thuê là 24 tháng. Và chúng ta sẽ có cái phần fit out khác nhau. Và đây cũng là cái slide cuối cùng mà Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị, đó chính là chính sách đặc biệt dành cho những anh chị chúng ta quyết định chọn mua những căn nằm ở mặt tiền đổ sân hợp vào thời điểm này. Thì chủ đầu tư Matra Home của chúng ta chỉ dành cho 5 căn đầu tiên cho khách hàng chọn mua nằm ở mặt tiền đổ sân hợp này thôi, với phần quà khai trương cũng như quà tặng tăng gia dành cho các anh chị là 1,5 tỷ. 1,5 tỷ này chúng ta sẽ trừ trực tiếp vào giá bán cho các anh chị nhé. Và vừa rồi là những thông tin Tấn chia sẻ cũng như cập nhật đến cho quý anh chị về dự án The Glory City cũng như là những căn nằm ở mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp. Và bản thân Tấn cũng hơn 8 năm kinh nghiệm ở tại thị trường bất động sản khu 5 thành phố Hồ Chí Minh, và Tấn cũng đã triển khai cũng như là bán rất là nhiều dự án cho nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở. Ở riêng tại dự án The Glory City này thì những căn nằm ở mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp là những căn có vị trí rất tốt, tiềm năng tăng giá có, kết nối cơ sở hạ tầng rất là thuận lợi, là một trong những bất động sản hiếm hoi mà phát triển trực tiếp từ chủ đầu tư Master Home và có lịch thanh toán rất tốt trong vòng 4-5 năm cho các anh chị chúng ta có thể có cơ hội sở hữu nhà để mà kinh doanh cũng như là phục vụ cho mục đích khác nhau. Bản thân Tấn thì đánh giá rằng đây là một dự án rất đáng để cân nhắc chọn mua với những yếu tố cũng như là thông tin Tấn vừa chia sẻ đến cho tất cả các anh chị, và mong rằng những thông tin Tấn